Xin chào mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu spa múi tròn bên mình cho các bạn xem nhé. Đây là đệm múi cao cấp đấy, bật bóng da đẹp nhé các bạn. Đây mình sẽ quay từ màu cho các bạn xem này. Đây là màu da hồng này các bạn này, da xám này. Các bạn nhìn này, ghế này các bạn có thể xoay được 360 độ nhé. Và nâng lên hạ xuống từ 40 đến 55cm nhé. Hàng rất chi là đẹp luôn. Mình quay như thế nào thì các bạn sẽ nhận hàng y như vậy nhé. Nên các bạn cứ yên tâm nhé. Hàng có tất cả hơn 25 mẫu thì mình đã quay và chụp ảnh đầy đủ cho các bạn rồi. Nên các bạn cứ yên tâm nhé. Tất cả hình mình chụp đều là hình thật đấy các bạn ạ. Thôi mình quay qua một đoạn vậy thôi. Các bạn cần hỗ trợ gì cứ inbox cho shop để được tư vấn kỹ hơn nhé. Ngoài ra thì các bạn thích đặt màu sắc theo yêu cầu thì bên mình cũng có hỗ trợ nhé các bạn. Mình cảm ơn các bạn. Mình chào các bạn.